Xin chào tất cả các anh chị, hôm nay em tiếp tục làm một cái video cho anh chị mình cùng ngắm cái cây hoa đang cách ly da Mr.Gen. Tên đầy đủ của nó là Nacon Chư Sĩ Delay Gen, anh chị mình hay gọi tắt là Mr.Gen á. Mình gọi tắt là Mr.Gen cho dễ gọi. Đây, hoa màu vàng lưỡi đỏ, cánh có tia rất là đẹp. Khi mà nó nở á, cái cây này á, nó nở anh chị xem nè, lúc thì hai con mắt nó sẽ đỏ thế này. Đây là cùng một cây nha. Đó. Nếu như cây mà nở mà đà cây khỏe thì hai con mắt sẽ rất là rõ. Còn nếu mà nó nở mà nó cây giống dạng như nó nở sốc hoặc là nở thiếu ánh nắng hoặc là tùy theo cái ảnh hưởng của môi trường bên ngoài á thì mắt nó sẽ sứt nhẹ như thế này. Đó. Tại với lại cây này á là cây tem cũng rất là lâu rồi, hàng được làm lại cho nên là hả có những lúc thì cái mắt của nó sẽ rõ, những lúc thì mắt nó sẽ sứt trước như thế này nha anh chị. Đó. Nó nở có lúc thì nó sẽ sướt, có lúc nó sẽ là mắt rõ. Nhưng mà cây này rất là đẹp nha anh chị, một cây tem rất đáng để chơi, rất đáng để sưu tầm. Màu vàng lưỡi đỏ, cái cánh của nó nè anh chị xem, cánh của nó có một cái tia màu đỏ rất là đẹp. Đó, nếu mình trồng đạt khỏe thì cái tia này nó sẽ chạy sâu vô, rất là đẹp, rất là rõ luôn nha anh chị. Và đặc biệt cái cây này là một cây tem được rất nhiều anh chị mình trồng chơi sưu tầm và trồng để đánh giải, đi thi giải cho tất cả các hội thi Hoa Lan á. Do hai năm nay á, tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp cho nên là những cái hội thi không được diễn ra nữa. Chứ nếu mà hội thi diễn ra nó thật với anh chị luôn, Mr.Gen ngập tràn luôn. Đó, anh chị mình xem nó rất là đẹp luôn. Đó, hoa rất là đẹp. Và cái cây này đặc biệt nha anh chị, vì sao mà được nhiều anh chị chọn để làm cây, để trồng, để đi thi. Đây, thứ nhất cây thân lá rất là to, cây rất là to. Thứ hai là cái cần hoa, anh chị xem cái cần hoa của nó nè. Cần hoa phát hoa rất là dài, phát hoa khá là dài cho nên là khi mà mỗi lần nó trổ hoa là trung bình là từ 3 đến 4 hoa. Nếu mà mình trồng lực khỏe, là anh chị xem cần hoa của nó nè, cuốn hoa rất là cao, anh chị xem nó từ cái cuốn ở trên nè, nó lên nè, cuốn hoa phát hoa rất là cao. Đây, phát hoa khá là cao luôn nha anh chị. Anh chị xem nè, phát hoa khá là cao cho nên mỗi lần nó trổ nó sẽ ra lần một lần là khoảng 3 tới 4 bông. 3-4 bông, rất là xiên hoa, sai hoa luôn nha anh chị xem nè. Đó, cuốn hoa rất là cao, cuốn hoa, cái phát hoa của nó, cuốn hoa của nó là phải cao trên 15cm luôn á chị. Bởi vậy do cái phát hoa cao như thế này cho nên là một lần nó ra là từ 4 đến 5 bông. Đó, khi mà mình trồng những cái cây bông mà cái cuốn hoa cao, phát hoa cao như thế này, nó nở một lần chùm như thế này, khi trồng á, mình đem đi tất cả những cái hội thi á, rất là rực rỡ, rất là đẹp. Đó, mình trồng đi đem thi rất là đẹp luôn nha anh chị. Và đa số là những cây như Mr.Gen, những cây hoa mà trồng mới đánh giải mà xiên hoa thế này nè, là cây nào cũng có giải, cây nào cũng đạt giải. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị. Đó, mình xem cái cây Mr.Gen nè. Đó, hoa rất là đẹp. Vì sao nó là cây tem rất là có rất là lâu rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn rất được nhiều anh chị mình chơi sưu tầm. Và hàng em lúc nào em cũng bán là lúc nào cũng nhập về những mặt hoa này. Tại vì đây là những mặt hoa tem phổ thông. Hồi xưa thì giá nó rất là cao, nhưng bây giờ giá khá là mềm rồi. Giá rất là mềm rồi, rất dễ sưu tầm. Mà cây rất dễ chăm, dễ trồng nữa mà xiên hoa. Nên anh chị mình chơi hoa thì mình có thể chơi những cái dòng cách tem như thế này, rất là xiên hoa. Về mà lúc nào mình hoa vườn mình cũng có hoa để ngắm. Mình có hoa ngắm quanh năm luôn. Đó, mà những cái hoa mà hoa cấp lớn mà hiếm, cây nào mà phát hoa cao mà hoa chùm như thế này lắm anh chị. Nó thật luôn, cấp lớn rất là hiếm, những cây nào mà có phát hoa cao nè. Đó, phát hoa cao như thế này mà một lần nở 4 bông. Đây anh chị xem là 4 bông luôn nè. Đó. Đó, cây này được 3 bông luôn nè. Đó anh chị xem. Nó được 3 bông luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Chị mình chơi những cái dòng cây này nó thật sự anh chị luôn, rất đáng để mình chơi, mình sưu tầm, mình chơi hoa mà cứ hoa nở như thế này là nhất rất là ghiền, rất là mê rồi. Đó, nó chỉ cần nhìn thấy thôi là thấy được cái độ đẹp của nó rồi. Và cây thân lá rất là cao to, rất là khỏe mạnh nữa. Đó, anh chị mình sưu tầm, mình thấy sưu tầm cái Mr.Gen, những mặt hoa như thế này, những cây tem. Đa số vườn em bán là đều cách tem. Đó, anh chị xem về, hàng về cây nào cũng trổ hoa như thế này rồi. Cho nên là mình mua là mình yên tâm chuẩn giống. Hàng về là cứ hoa nở như thế này. Tại vì bây giờ á, về hoa nở như thế này, đang hoa như thế này nè, mình mua về rất là yên tâm. Nó là cây đã từng cho hoa rồi, là chuẩn giống như mình sưu tầm rồi. Với là em đặt hàng, em nhập hàng về lúc nào cũng là những cái cây chuẩn mật hoa, em đặt theo màu. Cho nên lúc nào giá thành của em á, nhiều khi á, những cái trang mà như hàng bán cách giống hay là những cái trang bán ở trên trên mạng á,
vì sao giá thành của em lúc nào cũng cao hơn họ một ít hơn họ, bởi vì thứ nhất em nhập về là cây rồi cây chuẩn giống, thứ hai là em đặt thêm mặt hoa chứ không đặt hàng thùng hàng aloso về xong rồi bán một cây mà 4-5 màu hoa đó, cây nào về cũng chuẩn hoa. Và cái điều đặc biệt em cũng là một người chơi lan rất là lâu, nhà em mà chơi lan khá là lâu rồi, cho nên là những cái cây hàng cách tem như thế này là đều đã phân biệt được nó rồi, cho nên là nhập về chọn lọc cho anh chị. Tại vì mình có chơi mà, mình có chơi là mình rất dễ mình chọn lọc ra được những cái cây nào mặt hoa đẹp, cây nào đáng sưu tầm về cho anh chị mình cùng sưu tầm mình chơi. Cho nên là anh chị mình cứ yên tâm, mình mua hàng bên vườn em bảo đảm chuẩn giống chuẩn hoa cho mình cùng sưu tầm luôn nha. Có một cây na con Mr. Gen rất là đẹp. Những cây hàng cách tem mà em nhập về lúc nào hàng cũng luôn sẵn ở vườn, cho nên anh chị mình có nhu cầu mình sưu tầm á, mình cứ liên hệ Zalo 0933124442 của em để mình đặt hàng. Mình có nhu cầu mình sưu tầm nhiều mặt hoa khác á, màu hoa khác á, thì mình cứ nhắn tin qua cho em, mình họ chọn màu hoa nè, hoặc là mình có mặt hoa mẫu á, mình cứ chụp hình mình gửi qua cho em. Đó, những cái mẫu hàng nào mà ở vườn em có sẵn thì mình cứ xem mình gửi qua, còn hàng hoặc là hàng giá em sẽ báo cho mình cái giá cụ thể và cây thực tế của nó như thế nào nha. Và vườn em bán á là một đa phần là đều là cây sai đã trưởng thành cho hoa đó, anh chị mình xem đều là cây trưởng thành cho hoa như thế này rồi, nên là mình cứ yên tâm về trồng lên thân mới là sẽ cho hoa. Cách này ra là cứ trồng lên thân mới, cây thân đẻ, nó đẻ lên một cái thân mới nó sẽ cho hoa ở măng tiếp theo đó. Cái giống cách này ra là nói như vậy nha anh chị, cứ lên thân mới là sẽ cho hoa, lên thân mới là sẽ cho hoa, rất là đẹp luôn. Anh chị mình xem kênh YouTube của em á thì mình nhớ đăng ký kênh, mình like và mình ủng hộ em để em làm thêm nhiều cái video về hoa lan cách ly da để cho tất cả các anh chị mình cùng xem, mình cùng sưu tầm nha. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các anh chị ạ.